ok xin chào mọi người à, câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi mọi người là có bạn nào mua được cái icu daji không ạ à, icu daji đã mở bán vào lúc 7 giờ tối nay và với tất cả cái sự chuẩn bị cũng như là cố gắng nhờ, chuẩn bị về mặt tài chính à, mình đã nghiên cứu về cái cách làm thế nào để chuyển Uh, chuyển 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 tiền có thể nhanh nhất để nhận được token cũng như là set cái lệnh uh, gas price cũng như là gas limit ở cái mức cao nhất. À, tuy nhiên thì mình vẫn thất bại. Uh, rất là buồn các bạn ạ. Uh, đây là một cái ICO rất là tốt. Nhưng mà không sao. <laughs> thì uh, ICO này mình không thành công thì uh, mình sẽ mua ICO khác đúng không ạ? Còn nước còn tát, muốn đây gì cả thì uh, có bạn nào mua được cái ICO uh, gì thì uh, xin chúc mừng các bạn vì đây là một cái dự án rất là tốt. Đó, thế thì uh, các bạn có thể chia sẻ uh, các, bạn, các bạn dùng bí kíp gì để có thể mua được với mình đúng không ạ? Các bạn có thể comment dưới video này. Ok. Thế thì uh, như vậy là mình đã thất bại trong cái việc uh, mua cái dự án này. Đấy, các bạn thấy không? À, cái việc là tìm ra được cái dự án tốt nó đã rất là khó khăn rồi chứ còn cái việc mua được cái dự án đấy mua được cái token đấy hay không nó lại là một cái câu chuyện khác nữa Thế nên là cái thời buổi hiện tại không dễ gì để mà các bạn có thể mua được một cái đồng ICO tốt mặc dù là các bạn biết chắc chắn nó tốt và chắc chắn nó có lợi nhuận đúng không ạ bởi vì khi các bạn biết điều đó thì rất nhiều người cũng sẽ biết điều đó Thế nên là họ cái sự cạnh tranh nó rất là lớn và với những cái cuộc mua ICO chen lấn như thế này thì thì cái mình nghĩ là hên xui các bạn ạ mình mình đặt cái gas price và gas limit ở cái mức cao nhất rồi mà cũng không mua được thì mình cũng chịu mình cũng chả biết làm thế nào để có thể mua được cái ICO này đó thì những bạn nào mua được thì rất là may mắn tuy nhiên là ngoài ra ra thì mình còn đang để ý ba uh, cái dự án khác ba dự án này đều là những cái dự án cực tốt và khả năng sinh lợi nhuận rất cao các bạn nhé. Mình không uh, giới thiệu những cái dự án nào mà bản thân mình và những cái uh, Reviewer khác mà không đánh giá cao. Tức là mình sau khi nếu mà mình đầu mình đã review cho các bạn ở trên này, tức là gần như là chín, gần như là mình chắc chắn là đã sẽ đầu tư cái đồng coi đó, đó là tiền của mình đã làm trong trong đó rồi và mình cũng đã phải tham khảo rất là nhiều ý kiến của nhiều người khác nhau đó, lên các diễn đàn quốc tế cũng như trong nước để tham khảo thì mình mới review cho các bạn chứ không phải là mình review một, một, một loạt các ICO xong các bạn muốn đăng ký cái ICO nào thì các bạn đăng ký thì đấy, đấy là quyền của các bạn thôi nhưng ý mình muốn nói là tất cả những cái ICO nào mình giới thiệu thì là những cái dự án rất là tốt và các bạn có thể tham khảo chia tiền ra để mua hoặc là mua tập trung vào một cái ICO nào đó thì tùy các bạn thế ừ, thì cái dự án đầu tiên mà mình nhắc đến là cái dự án fuzix fuzix này thì mình đã có một cái bài chia sẻ trước rồi đúng không ạ mình đã cho các bạn xem cái review về cái cách cái thẻ này nó hoạt động như thế nào đó thì mình vẫn uh, hôm nay mình hơi bận mình vẫn chưa có một cái clip review kỹ về cái, uh, về cái dự án này thì uh, mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn nào mà chưa xem clip trước của mình tức là cái dự án này là họ phát hành ra một cái thẻ các bạn thấy cái thẻ ở đây nó có tích hợp chip uh, màn hình hiển thị và uh, và 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 nó chỉ mỏng bằng các cái thẻ nhựa bình thường thôi các bạn. Mình đã xem các video review cái thẻ này rồi nó chỉ mỏng bằng các thẻ ngân hàng bình thường thôi. Và nó có chức năng gì ạ? Như là một cái thẻ credit card, nào các bạn có thể quẹt tiền được, quẹt tiền mặt được. Các bạn có thể uh, lưu như là một cái ví lạnh có thể các bạn có thể lưu Bitcoin, lưu Ethereum và 15 đồng tiền điện tử khác trong một cái thẻ như thế này và ngoài ra các bạn có thể uh, tức là đăng ký các cái thẻ thành viên trên uh, trên cái thẻ này cũng được đó thì thì nói nó hơi khó hình dung nhưng mà uh, sắp tới mình sẽ có một cái video clip mà mình đã sưu tầm được ở trên mạng cái cách thức mà cái thẻ này nó hoạt động mình cảm thấy rất là hay thực sự nếu cái thẻ này bán ra thì uh, sẽ được công chúng đón nhận rất là cao nếu như họ nếu như họ không gặp phải những cái vấn đề về pháp lý thì mình nghĩ đây là một cái thẻ rất là tuyệt vời kết hợp cả thẻ thanh toán bình thường và thẻ thanh toán bằng tiền điện tử trong cùng một chiếc thẻ chỉ mỏng bằng cái thẻ ngân hàng của bình thường của chúng ta thôi đúng không ạ đây là một cái dự án đây là một cái ý tưởng rất hay và lưu ý là trên thị trường chưa có cái thẻ nào có được tổng hợp được các tính năng như thế này các bạn nhé tức là có những cái thẻ mà nó đã quẹt được bằng tiền điện tử rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chưa có cái thẻ nào mà vừa quẹt được credit card, vừa 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 là cái credit card và lại vừa là một cái thẻ chứa đựng tiền điện tử cả. thì FuseX là cái thẻ đầu tiên có cái điều này. và cái thứ đầu tiên luôn luôn là những cái thứ có cái sức hấp dẫn rất là lớn. đó. thì đây là một cái dự án mà mình đang cân nhắc, thì cân nhắc cái số tiền mình đầu tư thôi các bạn ạ. còn có cái khả năng rất là cao, gần như là trăm trăm là mình sẽ mua token của dự án này thì hiện tại đang ở pre sale họ bán được 70,43% rồi à, có một cái như, có một cái điểm của cái dự án này mà có lẽ nhiều bạn cũng thích đó là cái việc họ giới hạn cái mức mua tối thiểu cho Fus X cho ở cái lần pre sale là 5 Ethereum đây là một con số khá lớn đối với thu nhập của chúng ta năm Ethereum nó rơi vào khoảng 6.000 đô các bạn ạ 6.000 đô cũng là một con số không nhỏ để đầu tư một dự án ICO và chúng ta không được mua dưới cái con số này đó thì đây cũng là một nhược điểm tuy nhiên lại là một ưu điểm khi mà sao ạ khi những cái người không muốn cạnh tranh như cái ra di vừa rồi họ có cái giới hạn min rất là thấp thì rất là nhiều người có thể mua dẫn đến cái sự cạnh tranh rất là lớn và về cái việc đặt cái mức mua tối thiểu ở năm thì các bạn thấy không? cái cột này nó chỉ chạy đều 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 cho đến khi nào nó hết thì thôi chúng ta có thể mua bất kỳ lúc nào cũng được không phải cạnh tranh với ai cả nó thì đây cũng là một cái ưu điểm và nó cũng là một cái nhược điểm thì tùy các bạn cân nhắc các bạn nào mà đã có những cái trận thắng lớn từ trước thì có thể cân nhắc tham gia mua cái ICO này à, ok không ạ và ICO này thì sẽ à, hiện tại là đang mở bán rồi các bạn mua lúc nào cũng được nhưng mà lưu ý là các bạn phải à, vượt qua cái vòng cây IC trước các bạn nhé đó đấy là về cái Fuse X và hai cái dự án rất rất là khủng hiện tại đang uh, đang làm xôn xao cái cộng đồng uh, Telegram hiện tại đúng không ạ? Đó là dự án Referum. À, bạn nào chưa nghe dự án này thì uh, có thể Google nhé để mà biết được cái cộng đồng Referum hiện tại đang lớn như thế nào. Mình đang ở trang uh, đây, mình đang ở trang Telegram Referum. Các bạn thấy không đang có 75.000 members. Đây đang là cái dự án ICO có nhiều member nhất trong Telegram. Nhiều member nhất 75.000 member chưa có cái dự án nào vượt qua được cái số người tham gia vào Telegram của cái dự án này. Đó, thì dự án này là một cái dự án về mảng điện tử về mảng game, về mảng game các bạn ạ. Các bạn có thể dùng cái đồng coin này để trả chi trả cho các uh, việc mua game. Uh, ngoài ra nó còn có uh, cái lợi ích khác tức là cái cái đầu tức là cái dự án referum này nó sẽ có lợi ích cho cả ba ba phía trong cái ngành game ba phía trong cái ngành game ba ba cái người quan trọng nhất trong ngành game là ai thứ nhất là người chơi game đúng không ạ game thủ thứ hai là nhà phát hành game đúng không ạ và thứ ba là những cái người gọi là influencer tức là những cái người quảng bá cho cái game đó thì ba người này là ba cái nhân vật quan trọng nhất trong ngành game à, và cái 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 nền tảng referral này nó sẽ có nó sẽ hoạt động sao cho cả ba cái người này đều cùng có lợi Uh, thì mình sẽ có một cái video riêng để review cho các bạn về cái uh, đồng referum này uh, đây là một dự án uh, rất là tốt rất là hay về một cái mảng mà đang cực kỳ phát triển đó là mảng game các bạn thấy cái website của dự án này rất là đẹp thật sự là rất là đẹp luôn các bạn có thể uh, lướt qua uh, đúng là về game về đồ họa khác mọi thứ trong cái cái, cái, cái dự án này nhìn nó rất nó rất là màu sắc rất là tươi mới các bạn ạ và cái giao diện nó rất là thân thiện đó các bạn thấy à, các bạn có thể uh, vào xem qua đúng không ạ và có thể uh, join các bạn có thể đăng ký vào cái uh, waitlist để có thể mua cái token của dự án này mình sẽ để link đăng ký ở dưới cái video này đó, bạn nào mà muốn tham khảo về cái dự án này có thể đăng ký trước và mình sẽ coi cái video review riêng Ok không ạ? Đó, còn nếu mà các bạn muốn tự mình đăng ký thì có thể vào cái trang web như ở đây cho cần referum.com Các bạn có thể tự tìm hiểu và tự đăng ký Đó, thì Mình chỉ muốn show cho các bạn biết là cái web của họ rất là đẹp Và uh, cái số lượng họ bán sẽ là 25 triệu uh, 25 triệu đô Tức là hát khác của họ là 25 triệu đô Tổng số lượng token sẽ bán là 2,5 tỷ token. Đây là một con số khá nhiều và với cái việc uh, tung ra con số khá nhiều như thế này thì cơ hội các bạn sở hữu cái token này nó sẽ cao hơn. Đó. Và họ sẽ bán vào ngày mùng 8 tháng 2. Các bạn lưu ý nhá, mùng 8 tháng 2 sẽ là ngày mở bán cái ICO này. Đó. Thì uh, cái đội ngũ uh, cái đội ngũ uh, leader của cái uh, I, của cái ICO này là những người có kinh nghiệm trong mảng game. Đó. và những cái partner uh, những cái partner của cái dự án này cũng là những cái nhân vật rất có ảnh hưởng trong cái mảng game mình sẽ review kỹ cho các bạn sau đó, mình chỉ tóm tắt lại cho các bạn rằng mình, mình mình chắc chắn đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng và được cái cộng đồng quốc tế quan tâm cực nhiều với cái số lượng uh, người tham gia trên telegram lớn nhất hiện tại ok không ạ đó và một cái ico khác cũng khủng không kém đó này hiện tại năm nay là cái năm mà ra đời rất là nhiều ICO thuần uh, có ích đó và sẽ cái cơ hội tiềm năng phát triển rất lớn đó là về cái đó là về cái ICO current current là cái ICO gì ạ current là cái ICO uh, uh, dựa trên cái nền tảng blockchain để mà có thể uh, À, họ làm về cái mảng uh, YouTube, Facebook và livestream. Đó thì họ sẽ kết hợp ba cái nền tảng đó trong cái à, ứng dụng uh, Currents và đặc biệt điều quan trọng là Currents hiện tại có đang có hơn 200.000 users và có số điểm rating là 4,6 trên 5. Cái việc có 200.000 users này nó quan trọng ở điều nào các bạn? Tức là cái 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 dự án này nó sinh ra để phục vụ trực tiếp cho cái ứng dụng Currents nó không phải là một cái dự án dựa trên ý tưởng đúng không ạ có rất nhiều dự án có ý tưởng rất là hay nhưng mà khi mà tung ra phát triển thì cũng chưa dám chắc là có thể ứng dụng được không tuy nhiên với cái dự án như cái dự án current này nó đã có sẵn một cái ứng dụng với hơn 200.000 người rồi tức là họ phát triển cái dự án này xong và họ đưa cái token current này cho hơn 200.000 người sử dụng luôn đó tức là nó đã có cái đầu ra cho cái dự án này rồi đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng khi mà mình quyết định mua một cái ICO nào ờ, Cái ICO này nó khá giống với một cái ICO Mà không biết các bạn nghe chưa đó là cái ICO Indahas Indahas là một cái ICO vừa lên sàn và bạn mình mua Indahas đã nhân 10 lần tài khoản cái Lý do at Indahas vì sao lại hot như thế ạ Bởi vì nó đã có một cái ứng dụng sẵn có và chờ đợi cái 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 ICO Indahas này kết thúc là sẽ ứng dụng được cái token Inha vào cái ứng dụng đó luôn. Đó, đây là đây các bạn thấy không? Có hơn 300.000 người đã có tham gia vào cái ứng dụng Inha. Thì uh, mình nói cái điều này để mình muốn nhấn mạnh cho các bạn một cái việc quan trọng là bất bất cứ một cái dự án ICO nào kể cả có ý tưởng tốt đến đâu nếu như đầu ra không có thì nó sẽ rất là khó đúng không ạ? Referrums nó đã có những cái đầu ra bằng cái việc họ đã ký Họ đã có những cái partner về cái mảng game rất là lớn rồi Họ có thể ứng dụng ngay cái, cái nền tảng của họ vào đó Và Current cũng vậy Họ đã có một cái ứng dụng hơn 200.000 user Và sau khi kết thúc ICO lên sàn Họ có thể ứng dụng ngay cái, cái token Current vào cái ứng dụng này đó. Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng Thì mình sẽ uh, uh, Sắp tới là mình sẽ có 3 cái video review riêng cho ba cái token này Ok không ạ? Để cho các bạn lựa chọn Xem là cái token nào mà các bạn cảm thấy hợp lý và và các bạn muốn mua đó thì uh, sắp tới mình sẽ tham gia một cái ICO khác là cái ICO Applock nó App là một cái ICO rất rất nóng hiện tại trên uh, mạng xã hội và tất cả những cái phương tiện truyền thông khi mà có đến hơn 100.000 uh, cái lượt gửi xác nhận danh tính để có thể mua được cái ICO này uh, ok không ạ, bản thân mình thì uh, account của mình vẫn chưa được xác nhận <laughs> vẫn đang in process mình không chắc mình không biết rõ là có được xác nhận hay không mình gửi cách đây 2 tuần rồi các bạn ạ đó thì, thì mình sẽ đợi xem mà đến nếu mà đến gần cái ngày mùng 3 tháng 2 hôm nay 30 tháng 1 rồi 4 ngày nữa 5 ngày nữa đó, thì, thì không biết là cái, KIC, cái KYC của cái cây của mình có được duyệt không thì à, cái đồng áp này họ à, bởi vì cái số lượng mua quá lớn thế nên là họ đã giới hạn lúc đầu bạn đúc đầu họ giới hạn số lượng mua số lượng tối đa một người có thể mua là 50 Ethereum 50 Ethereum rơi vào khoảng 60 000 đô các bạn ạ, khoảng 1,5 tỷ cho cái số lượng tối đa mà các bạn có thể mua Tuy nhiên là với cái số lượng người đăng ký quá khủng khiếp họ đã giảm từ 50 Ethereum xuống còn 3 Ethereum tức là tối đa các bạn chỉ được mua 3 Ethereum thôi tức là khoảng 3 gần 4.000 đô một con số giảm rất là khủng khiếp từ 60.000 đô xuống 4.000 đô. À, tuy nhiên mình nghĩ đây là một một điều tốt cho các nhà đầu tư nhỏ. Thì họ cái cơ hội họ mua à, sẽ cao hơn. đúng không ạ? Thì à, chắc chắn là mình sẽ mua tối đa 3 Ethereum cho cái ICO này. À, tuy nhiên là với cái tình trạng à, mua ra gì hôm nay mình à, không khả quan cho lắm thì mình cũng khá là quan ngại về cái việc khả năng mình có mua được cái ICO này không. Uh, tuy nhiên là mình vẫn còn ba ICO phía trước đó mình không tin là cả bốn ICO này mình không mua được cái mua một cái ICO được được một cái ICO nào uh, có lẽ là mình cũng không nỗi, đến nỗi đen đủ như vậy đúng không ạ <laughs> thì mình sẽ uh, mình sẽ cố gắng là mua cái app lock ở trước sau đó thì sẽ tiếp đến là ba uh, cái ICO này đúng không ạ mình đặc biệt quan tâm đến cái ICO current Currents, đó mình rất thích cái cái ICO về về cái Current này à, một cái điểm mình thích nữa về cái ICO Current các bạn nhìn bác này có quen không ạ Mark Cuban có ai biết bạn này không ạ ai à, biết bác này không ạ bác này chính là Sharpton của Mỹ là cố vấn cho cái dự án này nó đã nó đã cái điều này nó đã khẳng định một một cái một cái sự nó nói thế nào nhỉ nên là bác này gần như là cái thương hiệu của của Mark Cuban nó đã làm cho cái 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 cái, 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 cái ứng dụng Current này trở nên uh, nổi bật hơn so với các uh, ICO khác đó và các ICO, ICO cùng ngành khác đúng không ạ à, Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái uh, cố vấn và folder khác của dự án này có cái có uh, cái thông tin thì rất là đầy đủ đó mình sẽ có clip review riêng OK, hôm nay mình hơi buồn một chút vì mình không mua được ra gì Tuy nhiên là cơ hội của mình vẫn còn ở phía trước với bốn cái đồng ICO rất là tiềm năng. Đó, thế thì mình sẽ để link của 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 cái bạn của hai ICOs Currents và Refrooms ở bên dưới clip của mình. Fools X thì mình sẽ để link ở trang web vì X thì không có link Refer. Đó, tuy nhiên là các bạn nào mà có vấn đề gì về về cái việc trong cái vấn đề mua ICO thì có thể vẫn có thể comment ở video này, mình sẽ rất là vui lòng để giải đáp cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những cái video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.